Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Phiên hôm nay là phiên ngày 12 tháng 3 năm 2019, cơ sở chúng em cập nhật về một số loại lan để chia sẻ cho mọi người đam mê lan trên toàn quốc. Rồi trước khi đi vào giới thiệu chi tiết những mặt hàng lan thì em xin được giới thiệu về cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Rồi chúng em có sẽ giới thiệu chi tiết từng mặt hàng, giá của từng loại chi tiết cho các bạn luôn ạ. Hôm nay có cả hàng đẹp, hàng giống, giá rẻ, rất là nhiều loại luôn ạ. Nên là các bạn đặt hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng em theo số điện thoại là 0984754102. Các bạn có thể gọi điện trực tiếp hoặc là nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại đấy cho em nhé. Tại vì có rất nhiều khách hàng tương tác ở bên Facebook và Zalo của chúng em, nhưng mà thực sự là chúng em không không có lên check ở trên Zalo được, nên là các bạn cứ thông cảm là nhắn tin cho em một cái địa chỉ đơn hàng, nhắn tin trực tiếp vào số điện thoại cho em một cái, rồi chúng em sẽ ok gửi hàng cho các bạn đó. Tại vì cái thời gian thì không ai dành cho ai cả, cái thời gian nó không dành riêng cho ai cả, nên là các bạn thông cảm nhé. Rồi em đi vào giới thiệu từng mặt hàng chi tiết luôn cho các bạn hôm nay. Rồi đầu tiên là cái lan long tu đá hoa tím nhé các bạn nhé. Long tu đá loại thân xanh hoa tím á, là cánh của nó rất bóng mượt, cánh của nó bóng mượt hơn cái cánh cái bông long tu xuân nhé các bạn nhé. Long tu xuân thì cánh của nó sẽ không bóng mượt như này, mà cái này thì tại vì nó nở trong thùng ấy nên là cái màu sắc tím của nó vẫn chưa được chưa được đậm màu đấy. Tại vì cái này nó nở trong thùng vận chuyển á. Cái long tu đá hoa tím này có giá là 280.000 một kg nhé các bạn nhé. Đấy, cái này là hàng Bắc loại thân to này, chứ không phải là hàng hàng Lào loại thân ngắn nữa các bạn, thân mảnh nữa các bạn. Đấy. Cái này là lan hàng Bắc loại thân to nên là nó cũng rất khỏe luôn. Đấy, mùa này đồng thời đang ra hoa và cũng đang lên những cái mầm gốc như này nên là cũng là cái mùa ghép rất thích hợp cho các bạn. Các bạn mà mua muộn quá những cái mầm gốc này nó sẽ bị gãy nhá các bạn nhé. Nó bị gãy rất là nhiều luôn nên là việc nó lên cây con mới rất là yếu, nên là chúng ta nên mua vào những cái thời điểm như bây giờ là thích hợp nhất rồi các bạn nhé. Đấy, những cái mầm gốc này. Đấy, có những mầm nó dài quá thì nó dễ bị hỏng này. Đấy, thấy chưa? Đó. Mặt bông các bạn cũng đã xem, giá là 280.000 một cân nhé các bạn nhé. Còn đây cái cũng là long tu đá thân xanh hoa tím này, nhưng cái loại thân nó ngắn ngắn hơn, và thân nó nói chung là ngắn ngắn và nó có cả thân gãy nữa, nên là có cái giá nó cũng rẻ hơn, là 220.000 một kg, rẻ hơn rất nhiều luôn các bạn ạ. Và mua 1 kg sẽ chắc chắn sẽ được rất là nhiều khóm, nhiều cây. Đấy. Đấy, giá em đưa ra ở đây thì chưa bao gồm có phí vận chuyển gửi đi trên các tỉnh thành đâu nhá các bạn nhé. Đấy, các bạn lưu ý vấn đề này, tại vì nhiều khách mua hàng mới thì tất nhiên là cơ sở lan nào cũng không có cơ sở nào là bao ship cho các bạn cả. Đấy, các bạn lưu ý cái vấn đề về cái phí ship nhé các bạn nhé. Còn ở đây là hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi thì em sẽ giới thiệu cho các bạn là có cả hàng đẹp và hàng giống đây. Đấy, hàng giống là hàng cây nhỏ thì nói là hàng giống cho nó dễ các bạn ạ, đúng không? Đấy, hàng giống thì cây nó nhỏ và có cả thân gãy. Thân gãy gãy nửa thân như này. Đấy. Gãy gãy nó ngắn quá đấy, gãy dài thì nó khác đấy. Đấy. Hoàng thảo vôi thì đây, bông hoa của hoàng thảo vôi đây. Hoàng thảo vôi thì cái này hàng giống này cũng có giá là 220.000 một kg nhé các bạn nhé. Chỗ này chắc chỉ có khoảng 4 cân, 5 cân gì đấy này. Đấy, mặt bông của hoàng thảo vôi đây. Hoa rất là tím luôn ạ. Còn ở đây là hoàng thảo vôi hàng loại đẹp đây, thân to đẹp. Thì ở đây thì chúng em vẫn còn chưa lọc hàng kỹ này. Đấy. Trong lúc gửi hàng đi thì chắc chắn các bạn sẽ nhận được những cái thân lan nó dài đẹp. Đó. Đấy, tối thiểu nó còn chừng khoảng 15 phân trở lên thì chúng em mới xếp vào cái loại hàng đẹp cho các bạn để gửi hàng đi. Đấy. Để các bạn yên tâm về cái mặt hàng thì chúng em có lọc hàng trước một chút, và rồi lúc đóng gói lan thì bên các bạn đấy sẽ lọc thêm một lần hàng nữa.
cho nó đảm bảo chất lượng hàng để gửi đi cho các bạn. Đấy, cái loại hàng đẹp này là 280.000 một kg nhé các bạn nhé. Còn đây là hoàng thảo ngọc thạch ba màu này, ngọc thạch ba màu, ngọc thạch ba màu bát nhé các bạn nhé, thân rất to đấy. Đấy, và ngọc thạch ba màu cũng đang bắt đầu lên mùa nụ, mùa bắt đầu sang đang sưng nụ nhé các bạn nhé. Có những thân là đang sưng mắt nụ khá là nhiều đấy các bạn ạ. Như thân này thì vẫn còn chưa sưng này, nó chỉ hơi nứt nứt một tí rồi này. Đấy, nó nứt mắt một chút rồi này. Đó, đấy, nó phình phình lên vậy là sắp nứt rồi đấy. Đó, đấy, ngọc thạch là có giá là 200.000 một kg nhé các bạn nhé, ngọc thạch ạ. Còn đây là lan kim điệp nhựa. Đấy, kim điệp nhựa, kim điệp thơm đấy ạ. Hoa rất là thơm luôn các bạn. Cánh của nó là màu vàng mà bóng mượt như là nhựa luôn. Cầm nắm và nó cũng dày dày như là nhựa vậy. Mà hoa rất là thơm, cực kỳ là thơm luôn. Có giá là 250.000 một kg nhé các bạn nhé. Như bông này đây mới nở thì màu vàng của nó còn hơi nhạt nhạt. Đấy, nó mà nở ra thì chắc mai nữa là màu nó sẽ vàng đậm luôn. Đấy, 250.000 một kg ạ, kim điệp nhựa. Còn đây em còn cái phần thập hoa. Thập hoa, cái phần thập hoa này thì em bán thanh lý đi cho các bạn. Nói chung toàn cây xấu thôi. 150.000. Số này chỉ có trên 2 kg. Đấy, em bán thanh lý, bác nào thích thì em gửi cho. Đó, 150.000 nữa. Và đây là trầm, hoàng thảo trầm đấy ạ, trầm tím đấy ạ. Hoàng thảo trầm tím thì bây giờ cũng đang là cái mùa nó bắt đầu sưng mắt nụ rồi các đây các bạn này. Lác đã có những thân nó sưng mắt nụ như này rồi đây. Đấy, mắt nụ trắng toát này. Trầm này thì loại trầm trung thôi, loại thân trung thôi nên là có giá nó cũng khá là rẻ các bạn ạ, 750.000 một kg. Còn ở bên này đây thì em bán thanh lý cái hàng giống, hàng gãy thân này. Đấy, nó gãy sát gốc quá này. Đấy, thì em bán thanh lý cho mọi người. Và chủ yếu là nói chung là thân nhỏ, cây nhỏ, cây mảnh. Hàng thanh lý tất nhiên là nó không thể đẹp rồi các bạn nhé. Đấy, toàn là hàng gãy và có cả thân già, thân tơ gãy ra. Thì chúng em cũng cho lẫn hết vào đây để các bạn mang về các bạn ươm ki nhé. Đây, có cả những cái thân tơ này về cho các bạn ươm ki xong. Đấy, đấy, có cả những thân rời như này. Đó, có lác đác. Đấy, chỗ này chắc chỉ có chừng khoảng 2 kg. Đấy, thì em bán là giá là 650.000 một kg thôi này. Rẻ hơn cái hàng đẹp này là 100.000 luôn. Đấy, nên là các bạn nào thích lấy loại hàng nào thì đặt hàng chúng em, chúng em gửi hàng cho. Và còn đây là kiều vàng. Kiều vàng 180.000 một kg nhé các bạn nhé. Đấy, còn có hai dề to to này. Đấy, còn có hai dề to to này. Đấy, hai dề này trên gần 2 cân mỗi dề. Đấy, 180.000 một cân ạ. Và còn ở trên này còn một ít hàng xấu xấu này. Là cái phi điệp vàng này, hàng xấu xấu thân mảnh có cả gãy. Đấy. Thì em bán theo cái giá hàng giống cho các bạn là 120.000 một kg. Đấy, cái hàng xấu này, kiều vàng nhé. Kiều vàng thì bây giờ cũng đang đi vào mùa nứt nụ hoa nên là các bạn cứ yên tâm là sắp tới chúng ta sẽ được chơi hoa trong những ngày gần nhất đây thôi. Đấy. Còn đây là quế tím, quế tím em có khách đặt hàng hết rồi này. Về được một bó chuối ngọc. Chuối ngọc thì bây giờ mới tàn hoa xong các bạn ạ, cũng là cái mùa ghép rất thích hợp luôn này. Đấy. Còn ở trong bó như này không biết hàng như nào đây. Đấy. Lan chuối ngọc thì có giá là 180.000 một kg thôi các bạn ạ. Số này chắc chỉ có hơn cân. Đó. Còn đây là phi điệp vàng. Phi điệp vàng em bán giảm giá rẻ cho các bạn là 130.000 một kg nhé các bạn nhé. Phi điệp vàng. Đó. Đây, phi điệp vàng của chúng em thân rất là dài luôn. Đấy. Hàng bên dưới thì các bạn ấy bốc hàng lấy thì các bạn chưa lọc ra những cái thân nhỏ nên là nhìn nó hơi xấu thôi. Đấy. Em lọc bỏ những cái thân nhỏ xấu xấu này ra thì bên dưới toàn là hàng đẹp thôi chứ không phải là hàng rời rạc như ở trên này nữa. Đấy, cái này sáng dậy thì các bạn ấy chưa lọc hàng.
đó, toàn hàng xấu xấu nó để lên bên trên này thì đấy, đây toàn hàng xấu thôi đấy. Cái to dài đẹp thì ở bên dưới đây đấy. Cái này thì hôm qua các bạn ấy đóng gói hàng mà không 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 bỏ rác ra nên là nhìn nó vậy thôi các bạn. Đây đấy, rất nhiều rác đó, rất là nhiều rác luôn các bạn ạ. Cái gì toàn rác này, toàn rác thân nhỏ thôi đấy, thân dài này đấy, còn nguyên bó ở dưới này, to đẹp này đấy, đang lên mầm này đấy, đang lên mầm gốc này. Và đây bó này nữa, còn chưa cởi ra này, tại vì cái này chúng em chưa lọc hàng nên nhìn nó hơi sơ sát một chút nhá. Đấy đây này, nguyên bó này, trong lúc gửi hàng đi thì chúng em còn lọc hàng làng ra rác. Cái này làm sao mà gửi hàng đi cho các bạn đúng không, rác như này thì phải bỏ rồi đấy. Có 130.000 một kg thôi các bạn ạ. Còn đây là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên thì hôm nay không còn cái hàng đẹp rồi, hàng đẹp các bạn đặt hàng lấy hết rồi. Còn cái hàng xấu xấu cây nhỏ này thôi là 160.000 một kg. Loại hàng đẹp thì nó toàn 200 trên 200 trở lên cơ. Đấy. Còn cái này thì hàng giống thì là 160.000 một kg nhé các bạn nhé. Khóm nhỏ này, cây nhỏ này. Đấy. Cái này thích hợp cho các nhà vườn lấy về trồng ghép để sang năm mùa hoa sắp tới, sang năm là chúng ta xuất vườn sau thôi. Đấy. Cái này thì chúng em cũng đang ghép dần lên vườn. Đấy. Hàng vẫn còn rất là ok nhé. Còn đây long tu xuân, long tu xuân thì 280.000 một kg nhưng có khách đặt hết rồi này. Cái này là kim điệp xuân. Kim điệp xuân, cái phần kim điệp xuân này là 100.000 này. Đấy, có chừng khoảng hơn 1 kg gì đấy. Hàng xấu thôi các bạn nhé. Có chừng khoảng hơn 1 kg đấy thì em bán xả đi là 100.000 cái phần kim điệp xuân này nhá. Còn đây là nhất điểm hoàng này. Nhất điểm hoàng thì bây giờ cũng đang mùa nụ, mùa hoa nhé các bạn nhé. Đó. Có những bông hoa đang hé nở ở đây. Thì là có cái họng cam này và cánh vàng này. Đấy. Cánh vàng vàng ngả vàng này. Đấy. Đấy, đang rất là nhiều nụ luôn. Nhất điểm hoàng là một cái dòng lan rất là quý. Thực sự là tuy rằng nó rẻ thôi nhưng mà rất là quý luôn các bạn ạ. Hoa cũng khá là thơm. Đấy, nhất điểm hoàng có giá là 100.000 một kg thôi các bạn. Và đây là hoàng thảo Thái Bình. Hoàng thảo Thái Bình đang chuẩn bị vào mùa nụ nhé các bạn nhé. Hoàng thảo Thái Bình thì nhìn thân nó sẽ hơi héo héo một chút. Nhưng mà về chúng ta chăm sóc nuôi mầm cây con lên rất khỏe luôn nhé các bạn nhé. Đấy, em bán giá là 150.000 một kg thôi. Đấy, hoàng thảo Thái Bình ạ, 150.000 một kg ạ. Thân rất là dài. Đó. Và đây là lan hạc vĩ Bắc. Hạc vĩ Bắc thì có giá là 280.000 một kg các bạn ạ. Hạc vĩ thì mùa này cũng mới tàn hoa xong các bạn ạ. Đây, những cái bông hoa vẫn còn, một số bông thì vẫn còn còn nhận diện được một chút màu sắc thì cho màu tím khá là đẹp, thân cũng là thân tím luôn các bạn. Đấy, hạc vĩ Bắc 280.000 một kg ạ. Hàng bây giờ chủ yếu là chỉ còn những cái thân xuống hết lá rồi nhưng là rất là nhẹ cân. 1 kg thì chúng ta trồng được một giò to đẹp luôn. Còn đây là đùi gà tròn. Đùi gà tròn thì ở đây một phần này. Ở đây là hàng xấu này. Còn ở đây nữa này. Đấy, có hai phần đùi, hai đống đùi gà tròn ở đây. Thì đùi gà tròn có giá là 220.000 một kg nhé các bạn nhé. Đùi gà tròn bây giờ đang mùa nụ như này và có những cây thì đang bắt đầu nở hoa như này. Đây, đây cho các bạn xem cái mặt bông của đùi gà tròn. Đấy. Đấy, mặt bông của đùi gà tròn đây. Cái nút ở tận bên dưới này. Đấy. Thôi thì em giật lên cho nó xem cho ấy, đằng nào nó cũng rụng và tàn rồi. Đó. Nhìn bông nó rất giống bông kèn nhé các bạn nhé. Đấy. Đấy, nhìn thoáng nhìn mặt bông của nó y xì như là một bông kèn, hoa kèn ấy. Đấy.
và còn rất nhiều thân vẫn còn đang có nụ như này. Đấy, đùi gà tròn có giá là 220.000 1 kg ạ. Còn ở bên này đây em có đùi gà tròn, cũng là đùi gà tròn nhưng mà hàng giống nha các bạn nhé. Nói chung là hàng nó cây nhỏ cây rời thì em lọc ra đây thì em bán theo giá hàng giống là 180.000 1 kg này, đùi gà tròn. Về chúng ta ghép giò lên sau nhé các bạn nhé. Đấy, bạn nào thích thì lấy này, không thì em cũng cho vào vườn dần dần, lúc nào có thời gian rảnh thì em vẫn ghép vào vườn mà. Đấy, bạn nào thích lấy hàng giống thì hàng giống, có hàng giống đây, có thân nhỏ thân mảnh đấy, không phải thân nhỏ mà nó không cho hoa nhé, thân nhỏ như này nó vẫn cho hoa nhé. Đấy, chỉ nhỏ như đầu đúa thôi mà nó vẫn cho hoa bình thường đấy. Đấy, và ở đây là hoàng thảo Điện Biên Đông. Hoàng thảo Điện Biên Đông có giá là 200.000 1 kg ạ. Đó, ở đây hoàng thảo Điện Biên Đông thân vàng óng luôn này. Và Điện Biên Đông thì như hôm qua dỡ hàng ra thì em vẫn còn thấy lác đác một số thân là còn đang đang sưng nụ. Đấy, 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 vừa rồi là những mặt hàng lan mà ngày hôm nay em có để chia sẻ cho mọi người. Thì mọi người đặt hàng vui lòng liên hệ trực tiếp cho chúng em nhé. Em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên Trung Quốc nhé.